Kính chào các bạn và quý vị ngày hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin cụ Lê Đình Kình bị bắn chết bằng súng MP5 của Đức. Cái chết của cụ Lê Đình Kình mới đây có phần sáng tỏ do lời khai của ông Bùi Viết Hiểu trước tòa rằng ông bị bắn trực diện trong cự ly 1 mét bằng một khẩu súng có nòng to bằng cổ tay. Dư luận và gia đình cũng thắc mắc vì sao họ trực tiếp giết ông Kình mà lại phải mang xác ông đi và mổ phanh bụng ông rất kỹ. Sau đó vài ngày mới mang trả, nay đã có lời giải thích cho chuyện này. Đây là hình ảnh đặc nhiệm của Việt Nam, đặc biệt là cảnh sát cơ động Hà Nội, được trang bị súng tiểu liên MP5 với nòng giảm thanh, ảnh trên báo Hà Nội mới. Một nguồn tin từ Bộ Công an tiết lộ cho tờ Thời báo.de biết, cụ Lê Đình Kình đã bị hành quyết bắn trực diện bằng súng MP5K của Đức, gắn nòng giảm thanh. Đây là lần đầu tiên thông tin này được tiết lộ, bởi phía công an luôn tìm cách che giấu những tình tiết cụ thể này. Tiếp theo, những thông tin vừa được tiết lộ từ Cục 5, tức là Cục Tình báo của Bộ Công an, về nguyên nhân cái chết của ba công an trong vụ tấn công vào Đồng Tâm rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 là do tự bắn nhầm vào nhau. Ngay sau đó, thông tin cho biết thêm về loại vũ khí bắn chết ông Lê Đình Kình trong phòng ngủ là khẩu MP5K của Đức, được gắn nòng giảm thanh và đèn chiếu 200m. Ông Bùi Viết Hiểu kể rằng, sau khi giết cụ Kình, tay súng tiếp tục soi đèn và đưa súng nhắm vào tim ông bóp cò. Ông may mắn thoát chết vì viên đạn sượt xuống sườn và một viên khác trúng chân. Ông ngã xuống hôn mê hoàn toàn, tim mạch đã ngừng khiến họ tưởng ông đã chết nên khiêng xác ra ngoài. Sau đó bệnh viện đã cứu sống ông. Như vậy, nguồn tin cho biết thêm về chiếc đèn chiếu 200m là loại siêu sáng được sử dụng trong công cụ hỗ trợ ban đêm khi tác chiến. Súng MPK-5 là loại vũ khí chuyên dụng được Việt Nam nhập về trang bị cho tiểu đoàn cảnh sát cơ động và đặc nhiệm ở Hà Nội. Nay lại được dùng để đối phó với người dân và các đối tượng cần trấn áp mạnh. Súng MP5K là phiên bản rút ngắn của súng tiểu liên MP5, không những chiều dài ngắn hơn mà trọng lượng cũng nhẹ hơn nhiều nên rất linh hoạt và thuận tiện khi tác chiến ở cự ly gần. Một sĩ quan cảnh sát cơ động tại Hà Nội cho biết thêm, chỉ cần mổ lấy đầu đạn còn găm trong người cụ Kình, so sánh là biết khẩu súng nào đã nhả đạn bắn vào cụ, qua đó biết được chính xác người đã bắn. Bộ phận giám định pháp y đã mổ xác cụ Kình khám nghiệm rất kỹ với hai mục đích. Một là tìm đầu đạn có thể ghi công người đã hạ sát cụ Lê Đình Kình. Có lẽ đây là mục tiêu đã xác định trước của cuộc tấn công này. Đây là hình ảnh cảnh sát cơ động tại Việt Nam được trang bị súng tiểu liên MP5 với nòng giảm thanh của Đức. Mục tiêu thứ hai của việc mổ xác là họ muốn đảm bảo tiêu hủy hoàn toàn các bằng chứng và dấu vết. Thực tế là sau nhiều ngày, họ mới trao lại xác cụ Kình cho gia đình để chôn cất. Các trang báo quốc tế cũng đưa tin rất sớm về vụ tấn công vào làng Đồng Tâm. Bộ Công an Việt Nam là người đứng đầu đã coi thường pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mặc dù đã không có lệnh của tòa án, nhưng vẫn điều cảnh sát cơ động đột kích vào Đồng Tâm giữa đêm. Thông tin rằng họ đã sử dụng công nghệ vũ khí quân dụng của Đức để bắn chết cụ già 84 tuổi ngay trong phòng ngủ. Và chính điều này đang gây bất ngờ lớn cho truyền thông, báo chí và các chính trị gia Đức cũng như kiều bào Việt Nam ở nước ngoài và đặc biệt tại Đức. Các đảng phái đối lập đã sẵn sàng chất vấn các viên chức chính phủ Đức về quá trình chuyển giao vũ khí với công nghệ của Đức cho phía Việt Nam. Dự kiến trong những ngày tới, chính phủ Đức sẽ bắt đầu điều tra vì sao vũ khí của nước này lại xuất hiện tại một nước cộng sản độc tài để đàn áp nhân dân. Nhận định về thông tin vũ khí của Đức được dùng để hạ sát ông Lê Đình Kình, ông Bùi Minh Ánh, một công dân Đức gốc Việt cho rằng Đức không được phép bán vũ khí cho những quốc gia không có nhân quyền. Đức phải chịu trách nhiệm về việc bán vũ khí cho Việt Nam. Chính phủ Đức có quyền hạch sách chính quyền Việt Nam khi sử dụng vũ khí của Đức để giết dân. Vì thế, tôi cho rằng bắt buộc Đức phải vào cuộc. Và cũng có những cáo buộc được đưa ra, hãy đến Đại sứ quán Đức để thưa kiện vì súng của Đức đã giết dân vô tội, phạm luật quốc tế vì bắt buộc Đức phải giải quyết vấn đề về Đồng Tâm. Đây là hình ảnh căn phòng ngủ nơi ông Lê Đình Kình bị bắn chết với chi chít vết đạn khắp nơi. Cũng về cái chết của cụ Lê Đình Kình, luật sư Ngô Anh Tuấn kể lại rằng chính ông đã 5 lần đề nghị với chủ tọa cần làm rõ nguyên nhân cái chết của cụ Kình, nhưng đều bị bác bỏ với lý do rằng không liên quan tới vụ án. Câu chuyện này được luật sư Ngô Anh Tuấn kể lại trong bài viết với tựa đề Nếu bố bạn là cụ Kình, nội dung như sau. Bạn có muốn được biết tại sao bố mình bị người khác bắn chết trong phòng ngủ của chính căn nhà riêng của mình rồi được gán cho một cái tội danh giết người mà không cần phải thông qua xét xử?
Trong phiên tòa, không dưới 5 lần tôi đề nghị phải làm rõ hành vi và nguyên nhân dẫn tới việc người ta phải bắn chết cụ Kình. Tuy nhiên, mỗi lần nhắc tới nội dung này, tôi bị chủ tọa nhắc nhở là luật sư không được đề cập tới nội dung này vì nó không liên quan tới vụ án. Tôi không đồng ý vì rõ ràng trong cáo trạng rành rành là cụ Kình đã phạm tội giết người. Vậy tại sao không được xem xét trong vụ án này? Không xem xét trong vụ án này thì sẽ xem xét trong vụ án nào khi mà đơn thư tố giác của bà Dư Thị Thành, vợ cụ Kình, không nhận được bất kỳ câu phản hồi nào nhưng lại được cáo trạng nêu rõ là đơn này không có cơ sở để xem xét. Và nếu cụ Kình là cường hào ác bá thời hiện đại, liệu sau mấy chục năm làm quan chức địa phương, cụ có phải ở trong một căn nhà trên mức sập sệ với một chút tài sản trong nhà hầu như không có gì đáng giá? Và là cường hào ác bá, liệu rằng người dân nơi đây có kính trọng và yêu thương như vậy hay không? Đây là hình ảnh căn nhà của cụ Lê Đình Kình, căn thứ hai từ phải sang, nơi mà Thiếu tướng Tô Ân Sô của Công an Việt Nam gọi là cường hào địa chủ mới. Gặp bất kỳ ai, bạn cũng có thể nghe họ kể về cụ với đầy sự kính trọng, tự hào và thương cảm. Bạn chỉ được nghe điều mà bạn đọc trên báo chí khi bạn vào Ủy ban Nhân dân xã để gặp lãnh đạo hoặc tới các nhà quan chức đã bị cụ tố cáo cho đi tù mà thôi. Ai chết cũng phải có lý do, và hơn ai hết, người thân của người chết càng có lý do để được biết cái lý do ấy. Vậy tại sao trong cùng một thời điểm, cùng một vụ án, người này chết thì được biết lý do, còn người kia thì không? Có sự phân biệt đối xử nào hay không ở đây? Hỏi thật, nếu bố bạn là cụ Kình, bạn sẽ xử sự ra sao trong tình huống này? Và đó là câu hỏi thay cho lời kết luận của luật sư Ngô Anh Tuấn. Trong hồ sơ tội ác đồng tâm, giáo sư viện sĩ Hoàng Xuân Phú cũng đưa ra bình luận như sau. Vào tối ngày 10 tháng 1, Thiếu tướng Tô Ân Sô, chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, Bộ Công an xác nhận người tử vong trong các đối tượng chống đối người thi hành công vụ tại Đồng Tâm là ông Lê Đình Kình. Theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, khi khám nghiệm tử thi, trên tay của ông Lê Đình Kình cầm giữ quả lựu đạn. Thử hỏi, một cụ già đã 84 tuổi lại từng bị công an đánh gãy xương đùi vào năm 2017 thì lấy đâu ra sức lực để chống đối với người thi hành công vụ? Đây là hình ảnh cụ Lê Đình Kình. Cụ bị què chân, nằm trên giường ngủ thì cầm lựu đạn để làm chì. Đám vận chuyển tử thi từ nhà cụ Kình về đến nơi khám nghiệm tử thi có bị trục trặc thần kinh hay không? Và họ chắc chắn cũng sẽ có vấn đề nếu để mặc người chết vẫn cầm giữ quả lựu đạn trên tay suốt thời gian vận chuyển đường xa. Và nếu đúng vậy thì tại sao không trưng ra bức ảnh chụp cụ Kình đã chết mà trên tay vẫn cầm quả lựu đạn? Chẳng có khó khăn gì khi dúi quả lựu đạn vào tay người đã chết để chụp ảnh. Có lẽ công đoạn ấy đã có trong kịch bản song diễn viên quên diễn. Sau khi mọi việc đã qua đi thì mới chợt nhớ ra, thành thử đành ngụy tạo bức ảnh với 7 quả lựu đạn, trong đó một quả được kẹp theo chú thích trên tay Lê Đình Kình. Và đi xa hơn nữa, sáng ngày 14 tháng 1 năm 2020, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang lại tung thêm tình tiết trên tay của ông Lê Đình Kình vẫn còn một quả lựu đạn sau khi ném một quả không nổ. Thử hỏi, đang nằm trên giường trong phòng ngủ kín mít, chật hẹp thì cụ Kình ném lựu đạn để tự sát hay sao? Nếu định tự sát thì cụ chỉ cần rút chốt lựu đạn, chứ việc gì phải gắng ném cho phí sức già. Hãy nghe lời kể của bà cụ Dư Thị Thành, tức là vợ của cụ Lê Đình Kình như sau. Người ta bắt phải khai ở nhà cầm lựu đạn. Tôi bảo tôi không hề biết quả lựu đạn như thế nào. Tôi cũng không biết bom xăng như thế nào. Thì tôi không khai được. Thế là nó tát, tát suốt, cứ bên nọ sang bên kia. Xong nó cứ thế đá vào hai ống chân. Về cáo buộc ông Kình chống trả bằng cách cầm lựu đạn chỉ là tuyên bố tự thân của phía công an, không có cơ sở nào chứng minh, trong khi ông Bùi Viết Hiểu là một nhân chứng duy nhất chứng kiến cái chết của ông Lê Đình Kình đã khẳng định trước tòa là ông Kình không có lựu đạn. Đây là hình ảnh ông Bùi Viết Hiểu trong phiên tòa. Lý giải tại sao họ lại giết chứ không bắt ông Lê Đình Kình để truy tố, giáo sư Hoàng Xuân Phú viết như sau. Nếu quả thật cụ Kình đã phạm phải những tội như vậy, thì tại sao không truy tố, bắt giam rồi đem ra xét xử công khai theo đúng trình tự đã được pháp luật quy định? Công an đã bắt được hết thảy đàn ông trai tráng liên quan đến vụ việc, thì tại sao không bắt nốt ông già què 84 tuổi? Đơn giản là họ không định bắt, vì nếu bắt thì phải giam giữ và phải đem ra xét xử. Trong nhà giam, cụ sẽ kiên cường đến mức không thể ép cung. Trong khi xét xử tại tòa, cụ sẽ vạch trần những điều sai trái của phía chính quyền một cách chi tiết, rành mạch, với những tư liệu và bằng chứng khó lòng bác bỏ. Bắt cụ thì quá dễ, nhưng giam cụ, rồi xử cụ, rồi thả cụ thì rất khó. Thành thử họ đã quyết định giết cụ Kình ngay trên giường ngủ. Và nếu quả thật cụ Kình đã phạm phải những tội như công an cáo buộc, thì tại sao lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không khai trừ cụ ra khỏi đảng? Theo thông lệ,
đảng viên thường bị khai trừ trước khi bị bắt và muộn nhất là khai trừ trước khi bị tòa án xét xử. Vậy thì tại sao không khai trừ đảng viên Lê Đình Kình trước khi giết để bị mang tiếng là đảng giết đảng viên? Câu trả lời rất đơn giản. Công dân Lê Đình Kình 84 tuổi đời cũng như đảng viên Lê Đình Kình 58 tuổi đảng không có tội, vì thế không thể bắt giam để kết án, vì thế không thể khai trừ đảng. Giáo sư, viện sĩ Hoàng Xuân Phú đã đưa ra kết luận như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2020 với bản tin Cụ Lê Đình Kình bị bắn chết bằng súng MP5 của Đức. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.